Thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo kết luận của Hội đồng Thẩm định về việc thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Theo nội dung thông báo, thì cơ quan này đã thống nhất về vị trí, phạm vi ranh giới, khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc trị giá 6.800 tỷ đồng của ông Jonathan Hạnh Nguyễn trên diện tích là 101 ha. Với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, ông Hà Văn Thanh Khương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định dự án, đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc phối hợp với đơn vị tư vấn, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực để lập quy hoạch. Hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan để trình, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng là 101 ha tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Tổng chi phí thực hiện dự án khu phi thuế quan dự kiến là 6.830 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu phi thuế quan và khu thương mại dịch vụ nằm ngoài khu phi thuế quan ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.